Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ cách xóa tất cả tài khoản Facebook bị khóa, bị vô hiệu hóa, cách xóa tất cả bạn bè không tương tác trên Facebook. Mình đã chia sẻ rất nhiều cách trên điện thoại và máy tính rồi. Mời các bạn vào search video của Gang để xem tham khảo. Hôm nay mình sẽ chia sẻ một cách khác trên máy tính. Để xóa tất cả bạn bè không tương tác trên máy tính thì đầu tiên trên máy tính mình vào trình duyệt Chrome hay cấp cốc được. Ví dụ ở đây sẽ vào trình duyệt cấp cốc này. Tiếp theo các bạn đăng nhập tài khoản Facebook của bạn vào. Ví dụ ở đây mình sẽ đăng nhập tài khoản Facebook là Vũ Ngọc này. Hiện tại tài khoản Facebook này có 4.783 người bạn này. Tiếp tục các bạn mở ra một cái tab mới và các bạn vào Google gõ cái từ khóa là cửa hàng Chrome đặc tính như thế này, sau đó bấm tìm kiếm. Tiếp tục các bạn vào trang web là cửa hàng Chrome đặc tính này và tại ô tìm kiếm trong cửa hàng này các bạn gõ cái từ khóa là FBVN, sau đó bấm tìm kiếm thì nó sẽ hiện ra cái tiện ích là FBVN lọc bạn bè không tương tác như thế này. Tiếp tục các bạn tích chọn vào cái tiện ích này. Tiếp theo mình sẽ tích chọn một cái dòng chữ là thêm vào Chrome. Tiếp tục chọn lấy cái dòng chữ là thêm tiện ích, bấm đăng lại. Như vậy là mình đã thêm cái tiện ích lọc bạn bè không tương tác thành công trên trình duyệt cấp cấp. Tiếp theo mình sẽ bấm vào biểu tượng tiện ích bên góc phải này, tích chọn vào cái tiện ích là lọc bạn bè không tương tác này, tích chọn. Đây là giao diện nhánh của cái tiện ích này. Đây là tài khoản Facebook của mình này. Tiếp tục các bạn bấm vào cái dòng chữ lọc bạn bè này, tích chọn. Và mình chờ trong giây lát để tiện ích lọc danh sách bạn bè Facebook của mình. Quá trình này nhanh hay chậm tùy thuộc vào số lượng bạn bè Facebook của mình nhiều hay ít, tùy thuộc vào chất lượng mạng cũng như là cấu hình máy tính của bạn. Chờ tiện ích đã tải đến 100% là được. Để rút ngắn thời gian video thì cái đoạn tải này mình sẽ tua nhanh. Như vậy là sau khi dầu web tiện ích đã tìm thấy là bạn bè cần lọc, bạn có 4.677 bạn bè này. Và trong cái tiện ích này nó có rất nhiều tiêu chí để các bạn lọc bạn bè không tương tác. Tiêu chí thứ nhất là mức độ tương tác với bạn này. Tiêu chí thứ hai là giới tính. Tiêu chí thứ ba là tài khoản bị khóa hoặc vô hiệu hóa. Tiêu chí thứ tư là tên chứa ký tự đặc biệt. Tiêu chí thứ năm là số lượng bạn chung. Tiêu chí thứ sáu là số lượng bạn bè. Tiêu chí thứ bảy là không có ảnh đại diện. Tiêu chí thứ tám là quốc gia không phải Việt Nam. Tiêu chí thứ chín là khu vực hiện đang sinh sống. Tiêu chí thứ 10 là không đăng bài trong một khoảng thời gian. Và hiện tại 6 tiêu chí đầu tiên mới có tính khả thi. Ví dụ bây giờ mình sẽ chọn tiêu chí thứ nhất là mức độ tương tác với bạn nè, tích chọn vào đây. Trong này nó có 4 cái tiêu chí nhỏ này: không tương tác, tổng lượt thả cảm xúc, tổng lượt bình luận, tổng lượt thả cảm xúc và bình luận, tùy theo các bạn chọn. Ví dụ ở đây mình sẽ chọn cái tiêu chí là không tương tác này. Sau đó các bạn kéo xuống này, tích chọn một cái dòng chữ là xin kết quả. Và đây là danh sách những người bạn không tương tác với mình. Các bạn muốn xóa người bạn nào thì các bạn chỉ cần tích chọn như thế này, sau đó bấm hủy kết bạn, bấm đồng ý, bấm ok. Như vậy là mình đã hủy kết bạn với người đó thành công. Và nếu các bạn muốn chọn tất cả bạn bè không tương tác để hủy thì các bạn tích chọn vào cái mục này, sau đó bấm hủy kết bạn là được, tùy theo các bạn chọn. Và trong cái tiêu chí đầu tiên mức độ tương tác với bạn này, nó còn ba cái tiêu chí nhỏ như thế này, tùy theo các bạn chọn. Ví dụ bây giờ bạn sẽ chọn cái tiêu chí thứ ba, tài khoản bị khóa hoặc vô hiệu hóa này, tích chọn này. Tiếp theo mình sẽ kéo xuống, bấm vào cái chữ là kết quả này. Và đây là danh sách những người bạn này, tài khoản Facebook đã bị khóa hoặc là bị vô hiệu hóa này. Nếu các bạn muốn xóa thì các bạn tích chọn như thế này, sau đó bấm vào cái chữ là hủy của bạn này, bấm đồng ý này, bấm ok. Còn nếu các bạn muốn chọn tất cả thì các bạn tích chọn vào cái mục này, sau đó bấm hủy kết bạn là được, bấm đồng ý. Và nó hủy kết bạn với người bạn nào nó sẽ hiển thị ở đây này. Và mình chờ trong giây lát để tiện ích đã xóa những cái tài khoản Facebook bị khóa hoặc là bị vô hiệu hóa. Và để rút ngắn thời gian video thì cái đoạn này mình cũng sẽ tua nhanh. Hay bây giờ mình sẽ chọn một cái tiêu chí khác, đó là tiêu chí số lượng bạn bè nè. Nếu tài khoản Facebook có số lượng bạn bè là nhỏ hơn 500 là mình sẽ xóa. Kéo xuống, bấm vào xem kết quả. Đây là những cái tài khoản Facebook có bạn bè là nhỏ hơn 500. Các bạn muốn xóa người bạn nào thì các bạn tích chọn như thế này, sau đó bấm hủy kết bạn, bấm đồng ý, bấm ok. Nếu các bạn muốn chọn tất cả thì tích chọn vào cái mục này, sau đó bấm hủy kết bạn, tùy theo các bạn. Sau khi lọc bạn bè xong, để xóa cái tiện ích này khỏi trình duyệt cấp cấp thì các bạn có hai cách. Cách thứ nhất thì các bạn vào trong web này, cửa hàng Chrome đặc tính này, bấm vào cái dòng chữ là xóa khỏi Chrome là được. Cách thứ hai là các bạn tích chọn vào biểu tượng tiện ích bên góc phải này, chọn lấy cái tiện ích là lọc bạn bè không tương tác này, tích chọn vào dấu ba chấm này, bấm vào cái chữ là xóa tiện ích mở rộng khỏi góc cấp này, bấm xóa. Như vậy là xong. Cách xóa tất cả bạn bè không tương tác trên Facebook trên máy tính như thế này rất nhanh và rất đơn giản. Video của mình đã kết thúc. Xin chào tất cả các bạn.